Còn hai cục viên với cầm à, dưới chỗ ông em bè. Mọi người cho mỗi người viên một trang đem đi bán kiếm tiền này. Đi làm đi cực khổ. Em bán đi. Bán nhiều người đã không thấy nhận thấy đi bán hết đi vậy chi tiền. Không, em không tiền nhường cho chị em. Liên hết cho hưởng 50% đó. Bao nhiêu đâu mà. Chị Trang cái mặt chị đi bán họ không tin đúng không? Nói đó cho em. Mặt cái mặt chỉ có thâm thôi. Chọc cái mấy cái thâm mũ rồi. Mà không cho nè. Kêu nặng nữa rồi có rỗ không? Cái anh để nó mới rỗ. Cuối cùng cho nặng không? Không cho nặng mấy cục dưới, chỉ nặng mấy cục trên thôi. Mà nó đã máu không như đó rồi. Nó bầm không luôn rồi. Còn hai cục mà bữa. Hai cục bữa cho bác nhé. Không cho nặng. Kêu nó lay, nó lan. Ý là không cho nặng, kêu nó lan ra đó. Đang làm cho các anh đi trong với cái chị á. Chị tính bật đèn lên làm cho cái chị màu xanh áo màu xanh mà chị Trang nói đó.
suy nó đổ giường trong thao huyền đất nó mổ chân. Ngon rồi. Em ăn nhiều quá. Đồ ăn ngon mà. Ok. Mốt mốt mấy con dở dở nha, để mấy con ngon. Biết rồi. Biết rồi. Wow, tắt lại thôi.